thưa quý vị và các bạn, thuốc bảo vệ thực vật là vật tư quan trọng không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng như thế nào để hạn chế tác động đến sức khỏe con người, môi trường, chất lượng nông sản, đây là vấn đề cần được các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn để bà con nông dân thực hiện nghiêm túc. Đang là thời điểm lúa và các loại hoa màu bước vào giai đoạn sinh trưởng và phát triển, đồng thời cũng xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại cần được phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ. Nếu như trước đây người nông dân thường dùng tay tiếp xúc trực tiếp với các loại thuốc bảo vệ thực vật, không đeo khẩu trang khi phun thuốc trừ sâu, thì nay đã hoàn toàn thay đổi. Nói đến thuốc sâu thì là nó có hại rồi. Cho nên là trong chương trình chăm bón sử dụng thì là mọi người cũng cứ dùng bao tay khẩu trang. Vậy xong là khi sử dụng xong, tia phun xong thì những cái vỏ bao bì của phun xong thì bỏ lại một chỗ. Để có được kết quả đó, thời gian qua, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn thông qua nhiều hình thức. Tại cánh đồng, các địa phương lắp đặt nhiều bể xi măng để chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tránh tình trạng nông dân vứt vỏ thuốc bừa bãi như trước kia. Tháng 3 là thời điểm các loài hoa, đặc biệt là hoa nhãn, nở rộ. Đây cũng là thời điểm người nuôi ong bước vào vụ thu hoạch và mật ong được bày bán khắp nơi. Đây là hình ảnh quay ong lấy mật diễn ra ngay tại lề đường, nơi có rất nhiều người qua lại tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh. Các dụng cụ từ máy quay, quá trình lọc, can đựng mật, nhìn bằng mắt thường đã thấy chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo các chuyên gia, đối với mật ong tốt thì phải nắm rõ được nguồn gốc hoa để tránh tình trạng ong lấy mật từ các loài hoa độc gây dị ứng cho người sử dụng. Sau khi phân loại mật, mật ong thô sẽ được đem qua hệ thống lọc tĩnh để lọc bỏ các tạp chất như sáp ong, ấu trùng. Hệ thống lọc tĩnh tại nhà máy sản xuất phải đạt tiêu chuẩn và có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp phép. Dựa vào những điều kiện trên, người tiêu dùng khi mua mật ong cần lựa chọn những sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, có địa chỉ rõ ràng, đã được chứng nhận chất lượng. Sau đây là một số tin an ninh an toàn đáng chú ý. Từ đầu năm 2023, hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc gặp nhiều biến động. Nhiều trung tâm kiểm định xe cơ giới bị điều tra hoặc thiếu nhân lực dẫn đến không thể hoạt động. Lợi dụng tình hình này, một số tổ chức cá nhân đứng ra bao nhận dịch vụ làm giả giấy tờ kiểm định cho phương tiện để đối phó với cơ quan chức năng, đu quảng cáo công khai trên mạng xã hội. Nhiều tài xế đã lên mạng tìm kiếm và mua các tem giả để dán vào xe nhằm tránh bị cảnh sát giao thông xử lý và cho rằng đây là hành vi bình thường. Tuy nhiên, tài xế có thể bị khởi tố về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật. Ngoài ra, sử dụng đăng kiểm giả là hành vi đặc biệt nguy hiểm, coi thường tính mạng của người khác. Đây là hành vi cần phải ngăn chặn kịp thời. Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng giao bán tiền giả trên một số nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người hám lợi. Sau khi người mua liên hệ, các đối tượng sẽ đề nghị người mua thanh toán trước toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc bằng phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ điện thoại. Sau đó, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền đã chuyển và khóa tài khoản mạng xã hội, cắt đứt liên lạc. Gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một phương thức lừa đảo sử dụng công nghệ Deepfake là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video làm giả đối tượng ngoài đời thực với độ chính xác rất cao. Để thực hiện cuộc gọi video để giả làm người thân vay tiền, giả làm con cái đang du học nước ngoài, gọi điện cho bố mẹ nhờ chuyển tiền đóng học phí, hay có thể giả tạo ra những tình huống khẩn cấp như người thân bị tai nạn cần tiền gấp để cấp cứu. Đặc điểm chung của những cuộc gọi video này thường có âm thanh hình ảnh không rõ nét, tín hiệu chập chờn, giống như cuộc gọi video trong khu vực phủ sóng di động hoặc Wi-Fi yếu để nạn nhân khó phân biệt thật giả. Theo lực lượng công an, đây là thủ đoạn lừa đảo rất mới, rất tinh vi. Mọi người dân cần nâng cao cảnh giác. Do bị chuột phá hoại diện tích lúa mới gieo cấy, ông Nguyễn Văn Long, 69 tuổi, trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đã kéo đường dây thép quây xung quanh ruộng, nối điện từ nhà ra để răng lưới diệt chuột. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 23 tháng 3, khi đi thu dây điện, ông Long phát hiện anh DVH, 40 tuổi, hàng xóm của ông, bị điện giật tử vong. Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Long đã đến công an thị trấn Tân Thanh tự thú. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho nhiều bà con nông dân không nên sử dụng điện bẫy chuột, tránh xảy ra vụ việc thương tâm như trên.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang điều trị tích cực cho 3 bệnh nhân ở huyện Đắc Hà bị thương tích nặng do nổ đầu đạn. Trước đó, anh A Nhi, 24 tuổi, trú tại thôn Kon Dao Jok, xã Đắc Long, huyện Đắc Hà, chở theo một đầu đạn từ dãy mì về nhà bố vợ là ông A Tu, trú cùng thôn. Do A Nhi dùng dựa tác động mạnh vào đầu đạn khiến đầu đạn phát nổ. Hậu quả có 5 người ở gần bị thương vong. A Nhi tử vong tại chỗ và cháu A Phước, 4 tuổi, con A Nhi, tử vong khi đang đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắc Hà. Quý vị và các bạn thân mến, Mục An ninh An toàn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình.